Bell, rồi showbiz giờ hạnh phúc bên mối tình đồng giới tại đất Mỹ. Hơn một thập kỷ, kể từ khi The Bell tan rã, các thành viên nữ đều đã có tổ ấm riêng và trở thành mẹ. Riêng các thành viên nam, người vẫn còn độc thân, người đã có những hạnh phúc bên bạn đời đồng giới tại đất khách. Nam ca sĩ Quang Huy, cựu thành viên nhóm nhạc The Bell, sinh năm 1977, là người Việt gốc Hoa. Anh là một trong ba thành viên đầu tiên của nhóm nhạc The Bell. Nhóm nhạc của nam ca sĩ từng được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nam nữ thành công nhất đầu thập niên 2000. Nhóm The Bell thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1999 với ba thành viên đầu tiên xuất thân từ vũ đoàn ACB là Ma Thanh, Minh Du và Quang Huy. Thời gian đầu hoạt động, nhóm gây ấn tượng với phong cách tinh bóp khá dễ thương và sôi động. Sau khi phát hành hai album Tiếng Chuông Ngân và The Bell Voi 2 khá thành công, The Bell tạm thời ngừng hoạt động vì Minh Du chính thức rời nhóm vào cuối tháng 3 năm 2003. Tháng 3 năm 2005, The Bell tiếp tục thay đổi thành viên khi Quang Huy rời nhóm và Phước Huy, một thành viên nữa của vũ đoàn Hoàng Thông, được thay thế. Với đội hình mới này, The Bell gặt hái được khá nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, đặc biệt gây tiếng vang bởi bản hit Mây Và Núi. Cũng trong khoảng thời gian này, The Bell được đài truyền hình của Thái Lan mời sang Bangkok tham gia game show về hip hop với quy mô các nước khu vực Đông Nam Á. Ngày 20 tháng 8 năm 2008, The Bell chính thức tan rã sau gần 9 năm hoạt động trong sự tiếc nuối của nhiều người yêu nhạc. Lần tái hợp hiếm hoi của nhóm là vào cuối năm 2011 trong một chương trình đặc biệt mừng Giáng sinh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Quang Huy là thành viên kỳ cựu và được xem là mảnh ghép quan trọng của The Bell đời đầu. Khi quyết định rời nhóm, anh sang Thái Lan học lặn rồi chuyển qua nghề trang điểm. Hiện tại Quang Huy gắn bó với việc son phấn dưới tên Tommy, đồng thời là một nhiếp ảnh gia tự do tại Mỹ. Sau nhiều năm rời xa showbiz Việt, tháng 7 năm 2014, Quang Huy bất ngờ tổ chức đám cưới đồng giới với bạn trai sau gần 9 năm yêu nhau tại Mỹ. Được biết gia đình Quang Huy rất ủng hộ anh tiến tới hôn nhân. Bạn đời của Quang Huy là người Mỹ và hôn nhân của họ được luật pháp công nhận. Bạn đời của Quang Huy là người Mỹ hơn anh 10 tuổi, làm trong lĩnh vực IT. Được biết Quang Huy và bạn trai quen nhau khi anh đang học tại Thái Lan. Chúng tôi đi chơi với nhau rồi quen nhau. Tôi có cơ hội đưa anh ấy tới vài nơi nên gần gũi thân thiết hơn. Lúc đó tiếng Anh của tôi cũng khá lên được. Có lần tôi hỏi anh ấy lúc mới quen nhau, anh có hiểu tôi nói gì không? Anh thật thà bảo không hiểu gì hết, chỉ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh ấy thôi. Nói về người bạn đời của mình, Quang Huy chia sẻ, tôi thuộc diện nhỏ con, lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy người ta cao hơn mình nhiều quá. Đi chơi với nhau, tôi đã nghĩ người đàn ông này là người yêu lý tưởng của mình, nhưng chắc mình không phải là người lý tưởng của họ. Cũng không ngờ chúng tôi lại hiểu nhau, hợp và yêu nhau đến lâu như vậy. Trong một lần trả lời phỏng vấn một kênh truyền thông Việt về tình yêu đồng giới của mình, Quang Huy không ngần ngại bật mí. Về tính cách, anh ấy sống tình nghĩa hơn những người nước ngoài mà tôi từng quen. Anh ấy rất thương yêu và giúp đỡ gia đình, bạn bè. Lúc nào anh ấy cũng suy nghĩ rất xa, luôn có kế hoạch cho tôi chứ không chỉ yêu, đi chơi hay mua quà. Quang Huy kể, dịp lễ Tết, dù không ở bên nhau, nhưng anh ấy luôn mua những món quà nho nhỏ, giấu vào đâu đó trong nhà. Sau đó đến ngày sẽ gọi điện cho tôi đi tìm. Anh ấy cực kỳ lãng mạn và dễ thương khi đưa tôi đến những nơi tôi chưa bao giờ đến, hoặc rủ tôi làm những việc chưa bao giờ làm. Anh ấy luôn hỏi tôi từng làm cái này, làm cái kia chưa. Ngược lại, cựu thành viên của nhóm The Bell cũng thuộc tính người lãng mạn. Và buổi sáng, nam ca sĩ thường để một bó hoa bên giường tặng bạn đời, hoặc mua những món quà nho nhỏ cho đối phương. Khi được phóng viên hỏi về khoảng thời gian anh nhận ra con người thật bên trong mình, Quang Huy cho biết mình là người tính từ khi còn nhỏ. Anh chia sẻ rất cởi mở về chuyện sống thật với giới tính của mình. Tôi quý các bạn nữ nhưng có cảm tình với các bạn nam nhiều hơn. Mọi người vẫn nói đúng hay sai, sai hay đúng về vấn đề này. Tôi băn khoăn khi người ta nói đồng tính là bệnh. Tôi đã đọc sách, tìm hiểu về giới tính của mình rất nhiều. Khi đó tôi thấy thầy của mình với người yêu đồng giới cực kỳ đẹp đôi, đối xử với nhau vô cùng thân thiện. Thầy tôi cũng đã lớn tuổi, và chuyện tình cảm của ông cũng không như người ta nói. Từ đó tôi thấy ở đây không còn là chuyện đúng hay sai nữa, mà sống mở hơn.
Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu biết yêu. Tôi thấy cần đi tìm bạn trai của mình. Bạn bè đều biết giới tính thật của tôi và cũng chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Chưa bao giờ có người hỏi tôi có đồng tính hay không mà tôi trả lời là không phải. Tôi luôn cảm thấy mình sống rất vui. Dù không còn hoạt động và cho ra những sản phẩm âm nhạc, thế nhưng cựu thành viên The Bell vẫn luôn chăm chỉ làm tốt công việc thầm lặng phía sau cánh gà để mang đến cho khán giả những hình ảnh nghệ sĩ chỉnh chu và lộng lẫy nhất. Nhớ, 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 nhớ lại. Thank you.